Xin chào các bạn. Đây là hai mẫu máy hút bụi 70 lít của hãng Hycleen. Bên tay trái là HC70. Bên tay phải là HC70W. Về tổng thể thì hai máy này cùng công suất, hai motor 2400W, thùng chứa 70 lít. Sau đây sẽ quay cận cảnh để thấy cái sự khác biệt của hai model này. Model 70 lít bên tay trái HC70. Cái đầu máy nó có cái húng xuống một xíu. Đó, có thể để được cái dây điện lên này. Đấy, nằm trong này. Model 70W. Thì cái đầu máy nó không có cái hũng, mà nó lại thiết kế cái tay cầm màu vàng. Còn bên này 70 là tay cầm liền mà màu xám. Hai công tắc, cả hai model đều hai công tắc. Đó. Cùng dung tích 70 lít nhá. Về màu sắc thì 70 màu sắc màu vàng nó chủ đạo nhiều hơn. Cái vành này màu vàng nhiều này. 70W thì cái vành này nó màu vàng ít hơn. Đây là miệng hút. Đấy, hai cái đều có miệng hút giống nhau. Bánh xe, hai bánh trước nhỏ, hai bánh sau lớn giống nhau. Một điểm khác biệt của hai model, một phần cái tay đẩy phía sau. Đây, quay về phía sau. Đây là tay đẩy thẳng. Đây nè. Còn bên này là tay đẩy 1/2 gắn vào cái thùng inox. 1/2 gắn xuống đế máy. Đây có sợi dây xích. Sợi xích này để chống giật, để cho tiếp đất khi mà sinh ra từ trường do bụi khi hút. Về đầu máy, đây là model 70 này, thùng chứa 70 lít thôi. Tháo luôn cái này ra nè. Đây là model 70W này, cái màu vàng nó ít hơn này. Hai model đều sử dụng cái tầng lọc bụi giống nhau. Đó, hai thùng chứa đây. Đó, khi đã tháo rời ra này, thùng chứa bằng inox hết. À, xin chào các bạn nha. Con nước này nhớ tháo cái tầng chắn bụi cho thôi. Thay bàn hút nước này. Đấy, bàn hút nước đây. Chặt chưa để kéo này. Hút bàn chặt vào. Cái này là máy hút nước là kéo này, không có đẩy nha. Kéo. Nước thì hút nước vô rồi, hút nước vô. Để cho cái mặt trên này nè. Nó bằng. Hút nước vô. Thank you.
chưa chốt anh chốt cái này. Cho nó linh động này, dắt nó đèn thui này nè.